khi được bác sĩ làm á, thì khuôn mặt của tôi á, được cải thiện rất là nhiều. À, cái cơ mặt của tôi á, được á, săn chắc với lại thon gọn nhiều lắm. À, các rãnh cười á, không còn là cái rãnh cười nó mờ đi nhiều, cũng như là các nếp nhăn ở trên trán tôi á, nó mờ đi, làm tôi rất là tự tin với khuôn mặt hiện tại của tôi bây giờ. Điều đặc biệt á, là khi á, là đến với lại BB Thanh Mai á, là các bác sĩ ở đây á, làm bằng máy móc, cái đó làm cho cái khuôn mặt của tôi nó chỉ ấm ấm thôi, không có gây nên đau trên mặt. Và với lại tôi không phải nằm nghỉ dưỡng ở đây mà lại có thể về được trong ngày. Và ở đây á, thì tôi thấy máy móc rất là hiện đại, phòng ốc thì sang trọng. Điều đặc biệt nữa đó là tôi là được làm trong một phòng riêng. Với lại mình là nam giới, mình làm trong phòng riêng á, mình đỡ thấy ngại hơn khi mình phải làm chung với mọi người. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,